đơn đề nghị giám định quan hệ người thân DNA. Sếp bảo con trai của anh nên được quái nuôi, bên cạnh cô ấy không có ai khác. Mạng mạng, bạn bạn à, chú Banh, cháu bất cẩn nói lỡ miệng rồi. Chắc anh Ninh biết rồi. Sớm muộn gì cô ấy cũng biết. Cảm ơn cháu vì đã giúp chú nhiều như vậy. Ba. Cô gái gặp phải với Diêm Vĩ Luân tên là Đinh Mạn Mạn phải không? Nhưng mà họ đã chấm dứt với nhau rồi. Từ bao giờ vậy? Ngày tối nay. Sếp Đinh, chào cô, tôi là Đinh Mạn Mạn. Sếp Đinh quả là tuổi trẻ tài cao, tôi đã nghe nói về cô từ lâu. Ba cô là nhà đầu tư của công ty tôi đó, quả là ba đào con đấy. Thế giới này giỏi thật. Nếu tìm hiểu thêm thì chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều bạn bè chung hơn. Làm phiền sếp Đinh quá. Đúng lúc dạo này vợ tôi đang muốn lựa vài bức tranh, để tôi đưa cô ấy tới chỗ cô xem tranh. Không thành vấn đề. Hay là chúng ta để lại phương thức liên lạc đi. Cô thích bức nào cứ liên hệ với tôi. Được. Sếp Đinh, cà phê của các cô xong rồi. Để trong văn phòng đi. Khoan đã. Dạo này tôi không uống được cà phê. Vậy để tôi đổi một cốc nước ấm cho cô. Cảm ơn cô. Dịch vụ cho cô chu đáo và tinh tế quá. Không ngờ sếp Đinh còn trẻ như vậy mà làm việc lại cẩn trọng, chu đáo tới như vậy. Phòng tranh này mở được bao lâu rồi? Chắc bình thường sếp Đinh bận lắm. 2 năm rồi. Bận hay không phải xem tâm trạng. 2 năm rồi mà tôi không biết gì hết. Vậy mà anh thường xuyên ghé qua, lại còn thương với bà chủ ở đây như vậy. Các tác phẩm ở đây đều rất tuyệt, rất hợp để tặng khách hàng, nên anh mới làm quen với Sếp Đinh. Việc kinh doanh của phòng tranh thành công như vậy, xem ra Sếp Đinh rất có đầu óc kinh doanh. Chủ yếu là vì có một người cha tốt. Ba cô còn bảo tôi giới thiệu bạn trai cho cô. Hôm nay gặp cô tôi mới biết là ông ấy lo thừa quá. Với điều kiện của cô thì chắc chắn có hàng tá người theo đuổi. Chủ yếu là phải xem có nghiêm túc muốn kết hôn hay không. Dù sao sau khi kết hôn, đàn ông càng sợ mất gia đình hơn phụ nữ. Sếp Đinh, tôi muốn hỏi ý cô.
Nếu nhà chúng tôi mua một bức tranh treo tường thì cô có bức nào muốn giới thiệu không? Dù gì tôi với vợ cũng là người ngoài ngành. Hay là cô giới thiệu cho bọn tôi đi. Không thành vấn đề. Hai người thích bức nào thì cứ nói tôi có thể giảm giá. Hơn nữa, cô có thể gửi hàng đến tận nhà. Giảm giá thì thôi không cần, vì dù sao cô sẽ là của ôi. Hôm nay cô tới đây chắc không chỉ để mua tranh. Phiền cô gửi lời hỏi thăm đến ba cô hộ tôi. Tôi nghe nói hình như cô sắp để ý đến sếp Diêm, qua lại với những người bạn khác phái. Tôi còn tưởng hôm nay cô tới đây để thị sát tình hình. Làm gì có chuyện đó. Trẻ trung xinh đẹp như sếp Đinh đây thì dù là ai, qua lại với người bạn khác phái như vậy, các bà vợ đều sẽ tưởng tượng thôi. Thực ra chồng của tôi có rất nhiều bạn khác phái, chứ không chỉ mỗi mình sếp Đinh. Chỉ là bình thường anh ấy rất thích nói chuyện với tôi về các cô ấy. Có lẽ đây là cách đặc biệt để duy trì cảm giác mới mẻ giữa hai vợ chồng tôi. Sếp Đinh, hay là cô cứ làm việc đi, tôi và vợ tự đi xem là được. Được, làm phiền cô rồi, vậy tôi xin phép. Chồng à, em đã suy nghĩ sẵn rồi, ngày mốt chúng ta có thể cùng đến Nam An. Vậy sao? Em có thai rồi à? Từ bao giờ? Anh không vui sao? Vui, dĩ nhiên là anh vui rồi. Nhưng mà anh sợ mừng hụt. Tại sao? Mang thai mà đi giày cao gót như vậy, em không lẫn đó chứ. Em đâu nói là em mang thai. Được rồi, em cũng thấy rồi, anh với cô ấy không có gì thật. Anh biết rồi, sau này anh sẽ chú ý chừng mực với những cô gái khác, sẽ không để em hiểu lầm nữa. Anh nói đúng, sự thật thắng mọi lời hùng biện. Đàn ông nói thế nào với phụ nữ cũng không quan trọng, quan trọng là làm thế nào có trách nhiệm với gia đình ra sao. Vợ yên tâm đi, gia đình này là tất cả của anh. Chỉ cần có em và con gái ở bên anh thì những thứ khác chẳng có gì quan trọng. Có lẽ chúng ta nên sinh thêm một đứa nữa thật. Được, vậy lần này đi Nam An, chúng ta đến đó tạo em bé được không? Em không đi được rồi, công ty có việc nên em không đi được. Ban nãy em nói vậy để cố ý chọc tức cô ấy thôi, không được sao? Em xấu xa thật. Em học từ anh đó. Cổ em sao vậy? Vậy bất cẩn thôi. Phải rồi, lát nữa công ty có cuộc họp, em đi trước đây. Anh từ từ xem đi. Sao chị lại tới đây? Là chị nói với Tô Phi chuyện em với Diêm Dĩ luôn. Tối qua chị uống say. Nói thì nói thôi.
Vừa nãy Diêm Vĩ Luân và vợ anh ta tới đây ôm ấp giả vờ với nhau. Để em xem tình cảm của bọn họ tốt được đến bao giờ. Không phải em nói đã chơi chán anh ta rồi ư? An Ninh, chị nói với người phụ nữ kia từ khi nào? Sao trông cô ta như thể không biết gì vậy? Hay là cố tình giả vờ trước mặt em? Em có biết bây giờ em rất ngu ngốc không? Em không cần chị dạy dỗ em. Thời gian này cảm ơn em. Đây là gì? Tiền thuê nhà. Này, chị làm cái gì vậy? Em cần vài đồng này của chị sao? Vậy em đưa cho bạn Hâm đi. Ba em là phó tổng giám đốc công ty của chú ấy. Nhưng mà em làm vậy là vì muốn tốt cho chị. Chị ghét nhất là người khác lừa chị. Chị cũng không muốn dây dưa gì với người đàn ông này nữa. Chị sẽ nhanh chóng chuyển đi. Tránh xa Diêm Vĩ Luân ra. Anh ta là đồ rác rưởi. Bướng bỉnh thật. Bạn bạn, lần nào cũng là em làm trái nguyên tắc trò chơi. Nhưng em luôn có cách khiến anh theo em. Đừng bơ anh nữa. Nghe điện thoại của anh đi. Cô làm gì vậy? Buông ra. Cô bị điên sao? Anh còn dám bắt cá hai tay? Tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Cái đồ điên này. Mẹ ơi, xin lỗi mẹ tới muộn rồi. Hôm nay An Khang rất ngoan. Vậy sao? Làm phiền thầy rồi. Không có gì. Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Mẹ ăn khăn. Hôm nay uống nhiều nước, ăn thêm ít cháo vào. Uống ít thì vui, uống say sẽ hại sức khỏe. Tay cô làm sao vậy? Không sao. Tôi đi lấy ít que khử trùng. Không cần đâu, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Diêm Vĩ Luân, sao em lại ở đây? Sao em lại không thể ở đây? Sao vậy? Nhà em ở ngay tầng dưới, sao em không thể tới? Em không mời em vào nhà anh ngồi sao? Tô Phi có thể chạy tới phòng tranh của em, dịu dõi dư quai. Em cũng muốn tới nhà hỏi tội. Nhà anh số bao nhiêu? Vô Nhiên, mang rác ra cửa giúp mẹ. Mai mẹ đem xuống dưới dứt sao? Con biết rồi. Anh có tin bây giờ em đi gõ cửa nhà anh không? Được, em đi đi. Bây giờ tìm cô ấy, nói với cô ấy người anh yêu là em. Được. Em thật sự vẫn tâm hại chết anh sao? Không phải anh nói quan hệ của anh và vợ không tốt sao? Đúng là không tốt. Dớ dẫn. Hôm nay hai người như vậy gọi là không tốt sao? Là cố ý. Vậy mẹ không nhận ra. Em nói sao có người phụ nữ nào gặp em mà không tức giận? Không ghen chứ? Anh lừa em vừa thôi. Chúng ta nói lý lẽ được không? Ngay từ đầu anh không nên lừa em. Anh nói với em, anh là người có gia đình. Hơn nữa chúng ta cũng nhất trí. Chúng ta bên nhau là vì vui vẻ đúng không?
Đúng vậy, nhưng hôm nay anh lợi dụng em không vui. Được, vậy em nói xem, em muốn anh làm gì thì em mới vui? Em muốn anh bù đắp em như thế nào? Em muốn cùng anh đi Nam An. Em biết mà, cô ấy và con anh cũng đi. Vậy thì sao? Xứng đáng anh bù đắp cho em. Được, anh sẽ đưa em đi. Thật sao? Vậy anh định sắp xếp thế nào? Còn sắp xếp thế nào được? Bỏ cô ấy lại và đưa em đi. Tối nay anh đặt vé máy bay cho em. Bây giờ em về đi, được không? Cô Tô, ly hôn chỉ có hai vấn đề quan trọng, đó là quyền nuôi dưỡng con cái và tài sản. Luật sư Trương, tôi nhất định dành quyền nuôi dưỡng. Nhà là tài sản trước hôn nhân của tôi. Tiền trong tài khoản của chúng tôi bị anh ta chuyển mất rồi, tôi nên làm thế nào? Chỉ cần có chứng cứ chứng minh đối phương có hành vi chuyển tài sản chung là có thể truy thu khoản tiền này. Nếu có thể chứng minh là anh ta là bên có lỗi dẫn đến ly hôn thì cũng có lợi cho phán quyết cuối cùng. Vậy nên chúng ta vẫn phải có bằng chứng. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Làm xong rồi. Cô cầm lấy điện thoại của cô, kết nối với bluetooth của Diệp Vĩ Luân là được. Cảm ơn. Cô muốn làm gì? Tôi muốn ly hôn. Cô muốn ly hôn sao? Anh ta ngoại tình ư? Cô muốn bắt gian à? Đừng nói nữa được không? Cô bắt gian tại mặt có mất mặt quá không? Anh có thể giữ chút thể diện cho tôi không? Không phải cô đã muốn ly hôn rồi còn cần thể diện làm gì? Cô mau kể tôi nghe đi. Anh ra ngoài đi. Ra ngoài đóng cửa lại giùm tôi. Được rồi. Được rồi, nếu cô cần giúp gì thì cứ nói với tôi. Phải rồi, tôi biết gần đây có một quán ngon. Mấy ngày tới cô mà muốn uống rượu thì cô nói với tôi đưa đi. Tôi tìm sếp tôi. Cô đi đi. Đây là mua cho tôi sao? Tôi thấy trưa cô không ăn cơm. Cảm ơn. Cô còn muốn nói gì không? Tôi chỉ muốn nói là cảm ơn cô đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. Tôi rất biết ơn vì gặp được cô. Khi đến thành phố này, tiệm này cũng đắt đó. Chắc cô cũng không nỡ mua cho mình đâu. Mua cho cô thì khác. Tôi uống ly này được rồi. Chỗ này cho cô. Cảm ơn.
Còn chuyện gì nữa? Tôi muốn thay bạn bạn xin lỗi cô. Dù sao cô ấy cũng là bạn tôi. Cô chẳng có quan hệ gì với cô ấy. Cô không cần xin lỗi thay cô ấy. Hơn nữa cô đã nói với tôi là họ chia tay rồi. Còn gì không? Tôi còn muốn hỏi là tôi đến đây làm việc là do phó tổng giám đốc Đinh ư? Ban đầu đúng là vậy. Thực ra làm tài xế cho cô rất nhàn. Công ty trả số lương cho tôi như vậy không đáng đâu. An Ninh, cô có biết là bây giờ chẳng có ai nói những lời như vậy nữa không? Chỉ bằng câu nói này của cô là cô xứng đáng ở đây rồi. Hơn nữa thời gian qua cô luôn làm tròn trách nhiệm. Dù lý do đến công ty ban đầu của cô là gì, thì giờ cô đã là nhân viên của tôi. Làm việc kiếm tiền là điều hiển nhiên. Cô chẳng nợ ai hết. À phải rồi, hình như lão Lưu tài xế lái xe MVP của công ty chúng ta muốn nghỉ việc về quê có chuyện gì đó. Cô có muốn kiêm luôn công việc của ông ấy không? Không thành vấn đề. Cô cũng phải kiêm việc của tôi với sếp sử nữa. Cũng không thành vấn đề. Nếu tăng ca thì sẽ có tiền tăng ca. Tôi sẽ không đối xử tệ với cô, nhưng cũng sẽ không có chuyện cho không tiền. Tôi biết rồi. An Ninh, có một việc tôi muốn nhờ cô giúp. Có thể giúp tôi hẹn gặp Đinh Mạn Mạn không? Tôi muốn thẳng thắn nói chuyện với cô ấy. Nhưng cô đừng nói với cô ấy là tôi hẹn. Tôi sợ cô ấy không muốn gặp tôi. Cô thấy ngày mai có được không? Để tôi thử xem sao. Cảm ơn. Nếu có thể chứng minh là anh ta là bên có lỗi dẫn đến ly hôn thì cũng có lợi cho phán quyết cuối cùng. Vậy nên chúng ta vẫn phải có bằng chứng. Đầu tư dự án bất động sản chăm sóc sức khỏe chắc chắn lời không lỗ. Dự án này sửa sâu quá, chúng ta đừng đầu tư. Du Nhiên, áo hoodie phải gấp như vậy. Lần này mẹ sẽ gấp cho con. Sắp xếp vali cho con. Con phải học cẩn thận để sau này tự sắp xếp vali. Dạ được. Cái này cũng vậy. Phải là gấp bên kia qua luôn. Rồi cái này ở đây. Rồi ở đây. Du Nhiên à, chúng ta mang theo cả áo in gia đình đi. Được không? Bộ này được đặt làm từ năm ngoái rồi. Con cao lên rồi còn mặc được không? Cái là mặc được. Con thử xem. Được mà, được mà. Nào, mặc vào. Đúng chưa, mang theo đi. Mẹ ơi, mẹ là cho con với ba đi. Lần này mẹ có đi đâu? Mẹ theo cái này làm gì? Quần áo cái này không được tách riêng ra. Hơn nữa, có khi mẹ tự nhiên lại muốn đi thì sao? Nếu con muốn thì cứ mang theo đi. Du Nhiên, con phải tự gấp cái này. Dạ được, mẹ đi nghe điện thoại đã. Cũng lâu lắm ba không mặc cái áo này. Vậy ba cũng thử đi. Alo, để ba thử với con. Quậy cô đến được không? Tôi đến phòng tranh tìm em ấy, nhưng mà em ấy không có ở đó. Lễ từng nói em ấy đi Nam An rồi. Sếp Tu, vậy thì hẹn lần sau đi. À phải rồi, có lẽ mấy ngày tới tôi sẽ đi công tác. Vì ở công ty cô cứ nghe theo sắp xếp của sếp sử. Được, tôi biết rồi. Du Nhiên, cô dám cù lép ba sao? Hút đi cô ba. Bà muốn gấp thế nào thì gấp như vậy. Du Nhiên, nào.
Ba ơi, chúng ta đến nơi rồi. Đúng vậy, kỳ nghỉ của chúng ta bắt đầu rồi. Dạ. Nào đâu, Du Di nào đừng chạy lung tung. Đến đây nào. Được rồi, đi thôi. Cô bé, đây là vòng tay của cháu sao? Dạ, cảm ơn cô. Không có gì. Xin chào, cho tôi làm thủ tục nhận phòng. Dạ, đây là thẻ phòng của anh 1518. Được, cảm ơn. Ba ơi, đưa thẻ phòng cho con đi. Tôi cũng muốn ở tầng 15. Dạ, được. Con nít đang ở đây đó, đừng có quậy. Phải xem tâm trạng của em thế nào đã. Được rồi. Xin chào thẻ phòng của chị đây. Cảm ơn. Chúng ta đến rồi. Mẹ ơi, ba con đến rồi, là phòng cao cấp đó. 1518, con sắp phát tài rồi. Biển ơi, mình tới đây. Mẹ nhìn kìa, đây là biển đó. Ba con đâu? Ba ơi, mau chào mẹ đi. Sắp xếp xong hết rồi, em yên tâm đi. Thỉnh thoảng ba con anh sẽ gọi điện làm phiền em. Dù nhiên sẽ biết đang đợi bên dưới rồi, chuẩn bị đi thôi. Mẹ à, mấy hôm nay con sẽ tập huấn ở hội trường, có lẽ không gọi video cho mẹ được. Con gái cố lên. Chào mẹ. Em sang ngay đây. Chồng à, bất ngờ không? Vợ. Sao lại đến đây vậy? Chẳng phải em nói có gì không đi được sao? Đã nói là làm anh bất ngờ, thì sao có thể cho anh biết? Đúng là bất ngờ thật, nhưng mà hơi đột ngột quá. Con gái đâu? Đi tập rồi sao? Ừ. Chồng à, anh biết là em đến nên mới cố tình làm vậy sao? Anh vừa tắm xong, ở đây nóng quá. Anh kích động khi thấy em đến như vậy à? Đương nhiên rồi. Vợ có muốn tắm luôn không? Vội vàng vậy sao? Anh muốn làm gì? Em biết anh muốn làm gì mà. Em đi tắm đây. Mời vào. Để đó là được rồi. Mời quý khách dùng. Cảm ơn. Một mình anh mà còn cái chai rượu sao? Anh định tự mình thưởng chút lãng mạn. Đây là nơi chúng ta hưởng tuần trăng mật năm xưa, cũng nhớ lại một chút.
Một mình bà dùng hai ly sao? Khách sạn mà, tất nhiên họ sẽ mang đủ theo số lượng người ở. Sao lại chỉ mang một ly? Em còn tưởng là chuẩn bị riêng cho em chứ. Em nghe điện thoại một chút. Alo. Ai vậy? Nhầm phòng thôi. Sao vậy? Vừa đến đã phải đi rồi. Lần này đến vừa hay em muốn gặp một khách hàng, tiền cả đôi đường. Gặp khách hàng đau nào mà ăn mặc như vậy? Mấy giờ em về? Liên lạc qua điện thoại. Đã mở chai rượu rồi, uống một ly đi. Cạn ly. Em mang cái này làm gì? Mang đi dùng thôi. Mạng bạn. Mạng bạn. Giận rồi chứ gì? Anh thật to gan, dám đưa vợ và bồ đến cùng một chỗ. Cô ấy đến bất ngờ, nói là có việc. Anh cũng không biết. Vậy anh bảo cô ta về đi. Không thì em sẽ nói. Bây giờ anh không thể nói với cô ấy, còn chưa phải lúc. Hay là như vậy, lần này em về trước đi. Tại sao chứ? Tại sao cô ta có thể tới lui thoải mái đàng hoàng, còn em phải trốn trong góc như con ma hả? Không phải, anh sợ vợ anh như vậy thì đừng có đi ngoại tình làm gì. Đừng có dây vợ em chứ. Anh... được rồi, em đừng có giận nữa. Anh biết lần này khiến em phải chịu ấm ức, nhưng mà sau này chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Anh nhất định bù đắp cho em một kỳ nghỉ thú vị hơn. Chúng ta đến một nơi đẹp hơn được không? Hay là em nói đi, em muốn anh bồi thường thế nào thì em mới hài lòng. Mỗi ngày em muốn gặp anh, mỗi ngày em muốn hãy gọi là anh phải có mặt. Hôm nay con làm thủ công, con nặng một chiếc xe tải cao su. Mẹ lái loại này. Con tặng mẹ sao? Thầy Tô khen con làm rất tốt, nên cậu thử cho con một bông hoa hồng nhỏ nữa. Tuyệt quá. Tặng cho mẹ, hợp y tế tiện lợi. Cảm ơn thầy. Đi thôi.
Em đang nghe nói triển lãm này từ lâu, nhưng luôn muốn đến xem. Hôm nay cuối cùng cũng được đến, còn lại đi cùng anh nữa. Hôm nay anh làm em vui, ngày mai sẽ không gây phiền phức cho anh nữa. Lão Di, bây giờ chỗ này đi, đẹp quá. Diệp Dĩ Luân, nếu có một ngày em thực sự rời xa anh có buồn không? Có chứ, nhưng mà anh cũng không có quyền ngăn cản em. Vậy rốt cuộc anh yêu em ở điểm gì? Trẻ trung, xinh đẹp, giàu có sao? Giàu cũng không cho anh tiêu. Anh thấy ở bên em, trong lòng có rất nhiều, rất nhiều tình cảm để có thể giải tỏa, không phải băn khoăn gì. Hơn nữa anh cũng mong em được vui vẻ. Đơn giản vậy sao? Đơn giản vậy thôi. Ở bên em, anh chỉ mong em vui vẻ. Sao ngay cả nói dối mà nhìn anh cũng có vẻ chân thành vậy? Đối với cô ấy, anh buộc phải nói dối. Nhưng mà đối với em, thì những gì anh nói đều là thật lòng. Sao vậy? Cười cái gì? Em chỉ nghĩ cái đồ đàn ông trung niên có gia đình chết tiệt nhà anh, dáng vẻ anh nói dối một cách nghiêm túc thật đáng yêu. Em mặc kệ, em muốn anh chiều em, thương em, yêu em. Được ngày nào thì hay ngày đấy. Anh nghe điện thoại đã. Alo vợ à, anh đang ở đâu? Anh đang đi dạo mua vài thứ cho em và con gái. Bên hội trường buổi biện luận gọi đến, mời phụ huynh đến tham quan. Em không sẵn, anh đi đi. Được, vậy anh tới đó ngay. Em yêu, anh có chuyện đột xuất phải đi trước. Không được, anh đã nói là hôm nay sẽ đi với em mà. Đừng quậy, lần sau anh bù đắp cho em, anh đi đây. Diệp Dĩ Luân. Ở bên nhau bao lâu rồi? Ở bên nhau bao lâu rồi? Chắc hơn một năm. Lúc cô đến nhà đấy có biết là anh ấy đã kết hôn rồi không? Biết chứ, anh ấy chưa bao giờ lừa tôi. Anh ấy nói tình cảm hai người đã nhạt đi rồi. Vậy mà cô cũng tin sao? Sao tôi lại không tin chứ? Giữa hai người vốn là có vấn đề. Cho dù không có tôi thì cũng sẽ có người khác. Đúng là lần đầu tôi gặp người phách lối như cô.
Tôi chỉ không thích bị người ta đè đầu thôi. Khó chịu. Người thứ ba chen chân thì sung sướng chỗ nào? Bây giờ cô thấy rồi. Ban đầu chúng tôi cũng chỉ là chơi đùa thôi, nhưng mà chơi mãi rồi lại thành có tình cảm thật. Tình yêu đích thực sao? Diệp Vĩ luôn đối xử với cô chỉ là ràng buộc đạo đức, như tình thân trách nhiệm các kiểu thôi. Nếu anh ấy thật lòng yêu cô thì sẽ không tìm đến người khác. Cô bắt một người đàn ông không yêu cô về làm gì? Thú cưng sao? Cô nói hùng hồn như vậy, xích nữa tôi đã tin rồi. Đúng là cô hiểu đàn ông ngoại tình hơn tôi. Quan điểm của các người rất nhất trí. Đúng là cô thích hợp ở bên anh ta hơn tôi rồi. Tôi đã đề nghị ly hôn với Diêm Vĩ Luân. Đối với tôi, người đàn ông không có trách nhiệm với gia đình, rêu rắc tình cảm khắp nơi cũng chẳng khác nào rác rưởi. Chuyện xử lý rác rưởi giao cho cô. Cô chịu ly hôn sao? Chịu chứ. Cô biết anh ta nghĩ thế nào không? An Đinh, alo, sếp Tô. Cô vẫn ổn chứ?
Xin lỗi, tôi chỉ muốn tìm một người để khóc một lúc. Chị Phi, tôi có thể gọi chị như vậy không? Tất nhiên là được. Hãy giữ gìn sức khỏe của mình. Diệp Dĩ Luân không đáng. Thấy sự thật rồi, tôi sẽ hết hy vọng thôi. Anh là người do bạn Hâm sai tới sao? Đưa tôi đi gặp anh ta. Cuộc thi diễn thuyết dành cho học sinh tiểu học và trung học toàn quốc. Giờ anh đang lên kế hoạch ly hôn với anh kìa. Alo. Alo, anh đến hội trường rồi. Bao giờ em tới nơi? Em còn chút việc, lát mới tới. Em đang ở đâu? Có cần anh tới đón em không? Không cần. Chúng ta gặp nhau ở hội trường. Bác Tài, cho ta đến quảng trường mua sắm, mau lên. Alo, A Kiệt, sao vậy? Alo, chị Phi, sếp định vừa đến công ty bảo chúng ta ký thỏa thuận bổ sung, nhưng không gọi được cho chị. Sếp sự bảo tôi đừng làm phiền chị nghỉ ngơi, nên tôi làm xong quy trình trên hệ thống rồi đưa anh ấy ký. Nhưng mà tôi vẫn phải báo trước với chị. Kiểm tra kỹ hết rồi chứ? Kiểm tra rồi. Gửi một bản vào hộp thư của tôi để tôi xem. Dạ. Ông bà đã chờ cô ở giường qua. Mời cô đi bên này. Hoa bướm. Bao năm trôi qua, loài hoa tôi thích nhất vẫn là hoa bướm. An Ninh,
Lâu rồi không gặp. Nếu đã đến rồi thì vào trong nói chuyện đi, xin tránh xa tôi ra. Tôi đã luôn tìm hai mẹ con em. Tôi đến để cảnh cáo anh, đừng tới gần con trai của tôi. A Khang cũng là con trai của tôi. An Ninh, em cần gì làm khó bản thân như vậy? Không phải tôi đang trách móc em, mà là đang xót cho em thôi. Tôi không có điều kiện hay yêu cầu gì, tôi chỉ muốn tốt cho em. Bao năm qua rồi anh vẫn dùng cái trò đó. Bao năm qua tôi vẫn chưa từng thay lòng đổi dạ với em. Tôi muốn cho em một gia đình. Anh có thiếu gia đình bao giờ đâu. Xin được xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Ba đại các con đều thể hiện rất tốt. Thầy đã chuẩn bị phần thưởng cho các con. Ai muốn nào? Con muốn. Con nữa. Của con đây. Cho con này. Đi chơi đi. Đây của con. Của con. Của con nữa. Đây đi chơi đi. An Khang, con sao vậy? Có phải không cướp được không? Con xem trong này còn gì này. Con muốn cái nào? Cái này. Được, đi chơi đi. Chào cô, quà của cô. Cảm ơn. Em yêu, cảm ơn đã thông cảm cho anh. Thế nào? Em thích chứ? Cảm ơn chồng. Cổ em làm sao vậy? Em không cẩn thận da phải. Màu đỏ vẫn tôn da của em hơn. Ngày mai chúng ta đi chơi với Du Nhiên cả ngày đi. Đây là nơi chúng ta hưởng tuần trăng mật, có ý nghĩa rất đặc biệt với chúng ta. Được. Cả ngày nay em đều đi gặp khách sao? Phải. Khách nào vậy? Em có nói anh cũng không quen. Sắp bắt đầu rồi. Tiếp theo tôi xin công bố cuộc thi diễn thuyết dành cho học sinh tiểu học và trung học toàn quốc. Bắt đầu. Mẹ ơi, con khác. Chờ mẹ một chút. Nào, con muốn uống sữa. Uống sữa sao? Con tránh ra. Con đang làm gì vậy? Con không chuyển nhà. Bây giờ nghe con hay nghe mẹ? Con không chuyển nhà, không chuyển.
Con không chuyển nhà. Sao con lại không nghe lời mẹ chứ? Con không chuyển nhà đâu. Con mà không nghe là mẹ đánh con đó. Con không chuyển, không chuyển. Không chuyển nhà thì mẹ con mình ở đâu? Đây không phải nhà của chúng ta. Con có thể nghe lời mẹ được không? Con không chuyển nhà. Không chuyển nhà đâu. Cuộc thi diễn thuyết dành cho học sinh tiểu học và trung học toàn quốc. Mẹ, sao mẹ lại tới? Mẹ đã xử lý hết việc của công ty rồi đi máy bay. Tới đây ủng hộ cho con. Vậy băng nãy con thể hiện thế nào? Xuất sắc y hệt ba con. Lát nữa con muốn đi đâu chơi? Cho con quyết định đó. Nhưng mà ban tổ chức nói tối nay còn hoạt động, nên chỉ phải ở đây một đêm nữa, rồi mai mới được nghỉ. Vậy sao? Được, vậy con đi đi. Mai ba tới đón con. Con cầm cái này đi. Bà sắp xếp cả buổi chiều để mua. Bánh tát chanh hai màu. Con mang chi cho các bạn đi. Dạ được, tạm biệt ba mẹ. Cẩn thận đó. Được rồi, con gái cũng có bạn rồi. Mình cũng đi làm một ly đi. Xin lỗi ông xã. Tối nay có hẹn với một người đi xã giao ấy mà. Em có thể về sớm. Hiếm khi được nghỉ mà còn xã giao sao? Đi ra vậy? Kim Sĩ Kiệt, chủ tịch hiệp hội thương mại địa phương. Đến đây rồi thì phải liên lạc giữ quan hệ chứ. Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Nào lên xe đi. Được. Cảm ơn. A Khang ngoan nào. Lần này chuyển nhà rồi lần sau mình không chuyển nữa được không? Mẹ lừa con. Lần nào con cũng vừa quen được bạn cùng trường là phải chuyển đi. Con ghét như vậy lắm. Lần này khác mấy lần trước thật đó. Có phải mấy người sao quả đáng sợ kia lại tìm thấy chúng ta không? Nào ra đây mẹ ôm nào. Mẹ ơi, con thích thầy Tô lắm. Thích trường mẫu giáo. Chúng ta không đi nữa có được không? Lần này chúng ta không chuyển trường mẫu giáo nữa. Thật không? Thật chứ. Móc tay, hứa như vậy đi. Hứa như vậy. Móc tay hứa hẹn trăm năm không được đổi ý. Đóng dấu. Đóng dấu luôn. Tốt quá rồi. Không cần chuyển trường nữa. Không cần chuyển trường nữa. Mẹ cho con vui 3 phút đó. Dạ được. Sau đó phải đi ngủ. Sao lại tới đây? Kim Sự Kiện liên lạc giữ quan hệ với cô ở đây sao? Anh ta đâu? Ai chứ? Cô bớt giả vờ ở đây đi. Tôi đã phát hiện cô có vấn đề từ lâu rồi. Anh ta trốn ở đâu? Anh ta trốn ở đâu?
Tại sao không thể làm như anh nói? Là cho em một cơ hội, đối tốt với em gấp bội, để em trở về bên anh. Cô điên sao? Có thằng đàn ông nào dịu nổi chuyện này chứ? Diêm Dĩ Luân, là anh đã ngoại tình. Cô nhìn rõ tình hình đi. Giờ người ngoại tình là... Ngồi xuống nói chuyện đi. Giờ anh có thể nói thật rồi chứ? Sếp Đinh, sao cô lại ở đây? Sao cô nói sẽ ly hôn với anh ta? Tôi nói tôi đồng ý. Nhưng chẳng phải cô cũng muốn biết anh ta có chịu không à? Em có thể đi trước không? Tại sao phải đi trước? Diệp Dĩ Luân, anh không chơi lại cô ta đâu. Giờ nghĩ kỹ đi, có ly hôn hay không? Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ ly hôn. Tôi tốn bao công sức cũng không được một câu nói thật của anh ta. Vậy mà cô dám tin mấy lời đường mật của anh ta sao? Diệp Dĩ Luân, Diệp Dĩ Luân à, số của anh sợ cô ta đến mức nào mới nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy? Cô ta cho anh cái gì em cũng cho được. Em còn có thể cho nhiều hơn thật đó. Em có thể cho anh nhiều hơn. Người anh ta sợ không phải tôi, mà là cô. Cô bám riết không muốn như vậy sẽ chỉ khiến đàn ông muốn tránh xa cô. Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Cô im đi. Anh hãy nói với vợ anh, rốt cuộc trước kia ai theo đuổi ai. Cô biết rõ anh ta đã có vợ mà còn hỏi câu đó. Lỗi sai tối thiểu đó mà cô phạm phải, đúng là không có giới hạn. Cô không biết liêm sỉ là gì. Giờ đi nhắn thì anh ta mới có thể nói yêu cô. Cô có thể nói vậy với bất cứ ai. Kỹ xảo thấp kém như vậy mà cô cũng tin được. Tôi có thể hiểu. Hàng người không biết phải trái trắng đen như cô thì nhìn gì cũng là cám dỗ. Diêm Dĩ Luân, nếu tối nay không cho cô Đinh một câu trả lời thì cô ấy sẽ không hài lòng đâu. Chọn đi. Nếu anh yêu cô ta thì đi với cô ta. Tôi sẽ lập tức ly hôn với anh, không đeo bám gì hết. Còn nếu anh không muốn ly hôn thì tôi tin anh biết mình phải làm như thế nào. Cô đi đi. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tan cuộc rồi sao? Về đi. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh thực sự sai rồi. Em tha thứ cho anh đi. Hãy cho anh một cơ hội nữa đi. Anh từng nói chẳng thằng đàn ông nào có thể tha thứ cho chuyện này. Vậy tại sao lại bắt phụ nữ phải tha thứ? Vợ à, vợ à, em tha thứ cho anh đi. Em tha thứ cho anh đi. Xin em cho anh một cơ hội đi. Coi như là gì vô duyên.
Vì gia đình của chúng ta, em cho anh một cơ hội nữa đi. Dù bắt anh phải lấy mạng mình, nếu em tha thứ thì anh cũng chịu. Em tha thứ cho anh đi. Vợ à, anh nói dối thành thói. Mạng của anh sao? Anh có mấy cái mạng chứ? Sang giá đi, tôi muốn đánh một người bằng giá nào cũng được. Tôi muốn giết chết hắn, giết chết hắn. Sao bảo là muốn cưới tôi mà? Bây giờ tới gặp tôi đi. Anh lập tức bay tới gặp tôi đi. Rồi chúng ta sẽ kết hôn ngay được không? Anh mới chia tay, cả nhà anh đều chia tay. Diệp Dĩ Luân, Diệp Dĩ Luân, tôi không tin. Diệp Dĩ Luân, anh là thứ đồ ăn để qua đêm thiêu thối bốc mùi. Hôm nay đi cùng con gái, đừng nhắc tới chuyện của chúng ta. Được, anh đi chuẩn bị đây, nhanh lắm. Vô Nhi, cô chạy chậm thôi. Cô tạt nước ba nữa sao? Tạt nước ba phải không? Con muốn tạt một chút. Con muốn tạt một chút. Cô cẩn thận nước đó. Mẹ ơi, chụp hình cho ba với con đi. Nào, ba chúng ta chụp chung đi. Ba ơi, ba mau lại đây. Lại đây nào. Lại đây đi. Ba ôm con đi. Nào Dương Duyên. Mẹ ơi, con xin lỗi. Không sao đâu. Không sao, để anh mua cho em cái khác. Cái cũ không đi, cái mới không đến. Mẹ để lại chỗ cũ.
Chào anh, tôi giúp anh chuyển dữ liệu xong rồi. Được, cảm ơn. Không có gì. Đó không phải thứ là con muốn mua là mua đâu. Không được lãng phí biết không? Nếu là một đứa bé lãng phí là mẹ không thích đâu. Định vị điện thoại tôi, chồng. Thông tin định vị tôi, chồng đã kết nối. Cái này à? Con muốn mua một cái máy tính bảng. Không được, cái nhà chưa hỏng. Thông tin định vị chồng đã kết nối. Chuyện dữ liệu xong hết rồi. Em xem dù có tốt không. À phải rồi, mật khẩu mở máy của anh là sinh nhật của em. Sau này em có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Định vị điện thoại, chuyển các phần mềm định vị sang rồi. Sau này em có thể biết anh đang ở đâu. Giờ thì không cần nữa. Du Di gà, đi thôi. Phần thi này là thi ném sổ của gia đình. Các ba các mẹ sẽ ném sổ ở xa, các bé sẽ ném sổ ở gần. Gia đình nào giành được nhiều điểm nhất sẽ xếp hạng nhất. Bắt đầu nào. Mẹ ơi, nhà người khác toàn là ba người, sao mình thắng được? Không cần lo, một mình mẹ con chấp hai người. Mẹ ăn khác à? Để số người được công bằng, tôi sẽ vào chung nhóm với gia đình của hai người. Không cần đâu. Không, con muốn thầy Tu vào chung nhóm gia đình chúng ta. Mẹ anh Khang à, cô biết ném bóng rổ không? Lúc trước tôi học trường thể dục thể thao đó. Đinh Kiến Hoành cần gấp hợp đồng này vào cuối tuần, chứng tỏ chắc chắn nó có vấn đề. Là do họ đã giở trò tại phần quyền cổ đông. Mấy người làm về pháp chế tài chính mà cũng không hiểu rõ vấn đề này sao? Sếp Đinh, xin chào, số mấy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Cô cáo già này. Mẹ An Khang, cô tốt nghiệp học viện thể dục thể thao, nhưng lúc nãy tôi thấy động tác ném sổ của cô cũng không được chuẩn lắm. Bóng vào sổ là được rồi. Cô nói cũng đúng. Tôi học quản lý thể thao. Quản lý thể thao. Vậy quản lý thể thao. Alo sếp Tu, cô đến ngay tập đoàn Hâm Nguyên để lấy hợp đồng và được gửi đi cho tôi. Được, tôi biết rồi. Này, cô đi đâu vậy? Phải rồi, cho tôi mượn xe máy đi. Anh trong A Khang giúp tôi, lát nữa tôi về đón thằng bé. Được. Chuyện gì mà gấp như vậy chứ?
tập đoàn Hâm Nguyên thẻ nhân viên. Xin chào, cho hỏi cô là nhân viên của tập đoàn Hâm Nguyên sao? Đúng, tôi là người của công ty công nghệ thể thao Phi Thượng. Tôi đến gặp sếp Đinh, Đinh Kiếm Hoành. Tôi có việc gấp. Cô có biết ông ấy đang ở đâu không? Sếp Đinh chắc là đang họp với văn phòng tổng giám đốc. Lát nữa tôi cũng đến đó. Phiền cô rồi. Cô An, tôi biết chuyện này rồi, cô quay về trước đi. Sếp Đinh, sếp tôi bảo tôi lấy hợp đồng về. Cuối tuần còn phiền cô phải đến đây như vậy. Tôi vừa đóng dấu, cô đến đúng lúc lắm. Cô mang bản này về cho sếp tôi của các cô. Sếp tôi nói bản hợp đồng này có vấn đề. Có vấn đề? Hai bên đã đóng dấu, có vấn đề gì chứ? Tôi còn có cuộc họp, không giữ cô lại nữa. Sếp Đinh à, chuyện này. Sếp Bang, sếp Bang. Sếp Bang à, mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa. Công ty Internet này sẽ mang đến lợi ích rất lớn trong việc bù đắp vào điểm yếu của công ty chúng ta. Lão Đinh, cái sắp xếp của anh có tầm nhìn đó. Còn phải nhờ sự hướng dẫn của sếp Bang. Tôi đoán được rồi. Đinh Kiên Hoài có âm mưu từ lâu. An Đinh giúp giải cho cô rồi. Tôi sẽ nghĩ cách sau. Động tác này của con hay ho quá. Em đi đâu vậy? Em ra sân bay. Chẳng phải ngày mai mới bay sao? Em đổi chuyến rồi. Em đưa con gái về trước. Con không muốn đi. Con muốn đi với ba. Du Nhiên, nghe lời mẹ nào. Đi với mẹ đi. Sao ba mẹ phải đi riêng? Du Nhiên, mẹ đã chuẩn bị một bất ngờ ở nhà cho con. Con này của ba toàn lĩnh lừa con nít thôi. Suốt cuộc xảy ra chuyện gì? Du Nhiên, về rồi mẹ nói với con. Đi thôi. Du Nhiên, công ty mẹ con còn có việc gấp. Bây giờ chuyến bay này chỉ có hai vé thôi, nên hai mẹ con đi trước. Ngoan, nghe lời. Lát nữa ba đi chuyến sau để về. Ba phải theo sát mẹ với con đó. Yên tâm đi. Đi thôi. Con tự đi được. Tô Phi, dù thế nào đi nữa cũng đừng để con biết được không? Anh yên tâm, tôi không phải người sẽ để con gái thấy ba mẹ cãi nhau. Mạng bạn xin lỗi. Anh không còn lựa chọn nào khác. À phải rồi, ngày mai tôi sẽ chuyển nhà. Dùng xe của tôi đi. Không cần đâu, tôi chỉ báo cho chị biết vậy thôi.
A Khang, chúng ta lên đằng trước đi. Được không? Thầy Tu, An Khang, chị tôi bảo tôi giúp cô chuyển nhà. Mày đang làm gì vậy? Du Nhi nghe lời mẹ, sắp xếp cặp sách của con đi. Tối nay chúng ta dọn ra ngoài ở. Không phải chúng ta mới về sao? Sao phải ra ngoài ở? Nghe lời mẹ đi. Lát nữa mẹ giải thích cho con biết. Có phải mẹ muốn ly hôn với ba không? Con không đồng ý. Giặt đồ sao? Ông Hà đi mua đồ về rồi à? Về rồi. A Khang, sau này đây sẽ là nhà mới của chúng ta. Mẹ ơi, nơi này còn tồi tàn hơn cả dưới quê của mình nữa. A Khang, đây là căn nhà tuyệt nhất thầy Tô từng thấy đó. Con xem. Chúc mừng chuyển nhà. Cùng cố gắng nào. Du Nhi, con nghe lời, mở cửa ra đi. Mẹ tránh ra, con không muốn để ý đến mẹ. Du Nhi, con đã 10 tuổi rồi, con sắp lớn rồi. Chúng ta bắt buộc phải đối mặt với rất nhiều sự thật. Con không muốn ba mẹ ly hôn. Du Nhi, con nghe mẹ nói đi. Dù ba mẹ ly hôn thì mẹ vẫn là mẹ của con, ba vẫn là ba của con, không có gì thay đổi hết. Con không muốn nghe những lời giả dối lừa gạt này. Mẹ đảm bảo với con, từ nay sẽ ở cùng mẹ. Cần học thì cần, cần ăn cần uống, cần đi du lịch cứ làm, sẽ chẳng thiếu gì, không hề thay đổi. Nhưng con không còn ba nữa. Dù gì, ba con đã mắc một sai lầm không thể tha thứ. Ba con lập sai hết lần này đến lần khác. Suốt cuộc ba con đã mắc sai lầm gì sao mẹ không chịu nói? Du Nhi, sau này mẹ sẽ nói với con. Con hãy đợi mẹ thêm một thời gian nữa. Con nói mẹ biết, ba mẹ mà ly hôn con sẽ bỏ nhà đi bụi. Không được nói bậy. Du Nhi,